nóng chủ tịch tập đoàn Bương Thanh hầu tòa địa vị tiền tài cả núi nhưng vẫn ứa lệ nhận án đắng tổng trọng mạnh tay tuyên bố không bao che khiến loạt quan to cấu kết lừa dân văn tình muội thưa quý vị sau khi trải qua hơn nửa năm tổng trọng cho đốt lò hàng loạt thì nay những đại án lần lượt được đưa ra ánh sáng và trả giá đắt cho bàn tay nhũng chàm của mình đúng như câu đói, sẽ không có vùng cấm của tổng bí thư từng phát biểu đánh thép trước đó dư luận cứ ngỡ rằng danh rừng đại gia điếu cày lê thanh thản sẽ là bức tường vô hình bất khả xâm phạm vì trong tay ông chủ tịch Bường Thanh có lá bùa hộ bệnh mà chính tay tổng trọng trao tặng. Tuy nhiên, sau khi đoàn quân tướng Tô Lâm tới tận đại bản doanh Bường Thanh bắt khẩn ông chủ tịch siêu giàu này vì tội nhúng tay lừa đảo hàng trăm tỷ đồng của dân, đã khiến giới quan sát chính trị cũng ngỡ ngàng. Quả thật đúng như khẩu lệnh bà tổng trọng khởi xướng có tội phải xử tới bến khi chủ tịch tập đoàn Bường Thanh Lê Thanh Thản tới hầu tòa và chịu cái kết, kết đáng như vậy chưa dừng lại ở đó, hàng loạt những người Anh, hàng xóm quê Đông Anh của cụ Tổng đã dùng quyền lực trong tay giúp sức, mắc nối, cấu kết với ông chủ tịch này để lừa đảo hơn 500 người dân cũng phải đền tội trước lửa lò. Khiếp hơn là không có sự nhân nhượng hay nền năng nào mà thay vào đó Tổng Trọng lệnh phải sử mạnh tay. Cùng chúng tôi tìm hiểu ngay sau đây. Chủ tịch tập đoàn Bường Thanh Lê Thanh Hàn được dìu đến phiên xét xử vụ bán tòa trung cư CT6 Kiến Hưng, Hà Đông, thu lợi bất hợp pháp hơn 480 tỷ đồng. Được biết, Ông Lê Thanh Thảm sinh năm 1949 ở Diễn Châu, Nghệ An. Năm 1974, khi sắp tốt nghiệp cấp 3, ông ngưng việc học và lên đường ra trận trong những năm cuối cùng của cuộc chiến với Mỹ với vai trò là chiến sĩ thông tin. Sau chiến tranh, ông Thản được cử lên Lai Châu và trở thành phó tránh văn phòng huyện ủy. Trong vai trò này, ông quy tụ công nhân vào tham gia xây dựng các công trình cho địa phương. Tới đầu những năm 90, ông Thản thành lập xí nghiệp xây dựng tư nhân số 1 Lai Châu, sau đó đổi thành doanh nghiệp tư nhân xây dựng số 1 Lai Châu và nay là doanh nghiệp tư nhân xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên, có trụ sở tại Điện Biên. Nhờ chuyến sang làm tư nhân thoải mái hơn về cơ chế, ông kiếm được những gói thầu lớn không chỉ ở Lai Châu, còn ở tỉnh Phong Sa Lì của Lào. Đây cũng là thời điểm ông cho xây dựng khách sạn đầu tiên ở Lai Châu. Năm 1993, ông xây dựng khách sạn Điện Biên Phủ tại Điện Biên. Khách sạn hoàn thành năm 1994, đúng vào dịp kỷ niệm 40 năm giải phóng Điện Biên, cũng là dịp để ông Thản được tiếp kiến nhiều quan khách trung ương, mở ra một con đường về Hà Nội sau này. Năm 1996, tỉnh Lai Châu đề nghị ông Thản nhượng lại khách sạn Điện Biên Phủ và đối ứng bằng một khu đất giá trị khác. Ông Thản đổi lấy và xây dựng nên khách sạn Bường Thanh. Đây cũng là thời điểm mở đầu cho sự ra đời của thương hiệu Bường Thanh. Thành công rực rỡ trên lĩnh vực khách sạn. Sau đó, ông Thản mở rộng thị trường sang bất động sản. Vì thế mà ông Lê Thanh Thản, 73 tuổi, dù đã có địa vị và tiền tiêu ba đời không hết, nhưng nay thành bị cáo hầu tòa bị buộc chỉ đạo xây trái phép tòa nhà 31 tầng lừa dối gần 500 người mua. Sáng nay, ông Lê Thanh Thản bị Toán Nhân dân Hà Nội xét xử về tội lừa dối khách hàng theo khoản 2 điều 198 bộ luật hình sự. Ông bị khởi tố từ 4 năm trước, ngày 5 tháng 7 năm 2019, cấm đi khỏi nơi cư trú. Cùng ra tòa với ông Thản có 6 cựu cán bộ vườn Kiến Hưng và quận Hà Đông bị truy tố tội thiếu trách nhiệm, gây hậu quả nghiêm trọng. 488 khách hàng mua các căn hộ sai phạm tại dự án CT6C Kiến Hưng sẽ tham dự phiên xét xử với tư cách bị hại từ 7 giờ 30 sáng nay, họ có mặt tại tòa làm thủ tục vào phòng xét xử. Trong phần thủ tục, tòa thông báo có 143 trên 504 người có mặt theo triệu tập. Ông Thản khai báo nhân thân, quê Nghệ An, hiện trú tại bán đảo Linh Đàm, quận Hoàng Mai. Bày tỏ quan điểm với báo chí, phần lớn cư dân CT6C cho biết mong muốn được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Theo họ, ông Lê Thanh Thản và công ty BIMES, chủ đầu tư dự án phải liên đới chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại thỏa đáng. Công ty BIMES thành lập năm 1992, hoạt động lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng xây dựng công trình dân dụng, kinh doanh bất động sản. Tháng 11 năm 2009, Chủ tịch Tập đoàn Bường Thanh cùng con gái và một người họ hàng mua lại toàn bộ cổ phần của BBS, trong đó ông nắm 90% cổ phần giữ chức giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng Quản trị. Cáo trạng xác định, năm 2000, BBS ký hợp đồng thuê đất với Sở Địa chính Hà Tây Cũ để xây dựng nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng. Sau khi thay đổi chủ trương, năm 2008, BBS được Ủy ban nhân dân Hà Tây phê duyệt quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500 dự án CT6 Kiến Hưng tại phường Kiến Hưng, quận Hà Đông. Theo quy hoạch, trên 17.000 m2 đang quản lý, công ty của ông Thản được xây nhà cao 31 tầng, hai tầng hầm trên phần đất hơn 5.500 m2, trong đó tầng 2 đến tầng 4 là trung tâm thương mại, tầng 5 đến tầng 31 tách thành hai tòa tháp chung cư cao cấp và khách sạn. Khối nhà thấp tầng trên diện tích hơn 1.000 m2, BMS được xây 15 căn nhà cao 3 tầng. Giữa năm 2010, BIMES nhiều lần xin điều chỉnh một số quy hoạch nhưng không được nhà chức trách đồng ý. Việc kiểm sát cáo buộc ông Thản sau đó vẫn chỉ đạo thi công sai quy hoạch, xây dựng vào chỉ giới đường đỏ khiến vi phạm nghiêm trọng quy hoạch xây dựng. Với khu nhà cao tầng, ông tăng diện tích tầng hầm từ 5.762 lên 6.817 m2, tòa tháp A tăng từ 1.108 lên 2.428 m2, tháp B từ 1.099 lên 1.928 m2 và giảm một tầng hầm. Từ tháng 3 năm 2011, ông Thản bị cáo buộc chỉ đạo cấp dưới quảng cáo đưa thông tin gian dối về tính pháp lý của dự án để bán các căn hộ xây dựng trái pháp luật. Việc này nhằm mục đích để khách hàng tin tưởng ký hợp đồng mua bán căn hộ với Vimes, nộp tiền theo tiến độ thi công. Cảnh sát đã làm việc với 488 trên 520 khách hàng mua nhà tại dự án của ông Thản và xác định số tiền họ phải bỏ ra để mua 488 căn hộ nhưng không được cấp sổ đỏ là hơn 534 tỷ đồng. Trừ đi 53 tỷ đồng đã nộp thuế, viện kiểm sát xác định ông Thản thu lời bất chính hơn 481 tỷ đồng, thiệt hại gây ra cho 488 khách hàng mua căn hộ không được cấp sổ đỏ là 53 tỷ đồng. Ông Thản đề nghị xem xét lại số tiền thu lợi bất chính bởi phải đầu tư chi phí để xây dựng công trình CT6C hết 632 tỷ đồng. Nhưng viện kiểm sát cho hay tòa nhà này ông chỉ đạo xây dựng sai quy hoạch nên không có căn cứ trừ chi phí xây dựng dự án. Ông có đơn đề nghị được khắc phục hậu quả vụ án theo 3 phương án. Một là chấp nhận xử phạt vi phạm hành chính theo quy định hay là từ thỏa thuận với người mua nhà tại CT 6C để di rời sang dự án khu đô thị Thanh Hà Xuyên Năm cũng do ông Thản làm chủ, Ba là từ thỏa thuận với cư dân CT 6C để mua lại căn hộ hoặc trả lại tiền mua nhà, sau đó sẽ tự phá rỡ. Quá trình điều tra, ông Thản lựa chọn phương án thỏa thuận với khách hàng để trả lại tiền hoặc mua lại nhà sau đó tự phá rỡ phần sai phạm. Tuy nhiên đến nay, công ty BIMES chưa thỏa thuận được với khách hàng nên ông Thản đã đề nghị ngân hàng bảo lãnh 530 tỷ đồng khắc phục hậu quả để xảy ra sai phạm, viện kiểm sát cho rằng còn có sự thiếu trách nhiệm của nhóm cựu cán bộ phường Kiến Hưng và thanh tra xây dựng quận Hà Đông. Suốt quá trình dự án CT6C Kiến Hưng xây dựng sai quy hoạch, nhóm cán bộ phường và thanh tra quận đã không thanh tra, kiểm tra để ngăn chặn. Tất minh tại ủy ban nhân dân phường Kiến Hưng và thanh tra xây dựng quận Hà Đông, cảnh sát không thấy bất kỳ tài liệu, hồ sơ kiểm tra hay phiếu đề xuất xử lý nào với dự án. Nóng vụ khởi tố chủ tịch xã ăn chặn 200 triệu tiền tu sửa nghĩa trang ở Thái Bình. Ăn chặn của người sống đã đành, đằng này lại ăn chặn luôn tiền của người đã khuất. Đó là trường hợp của ông Nguyễn Văn Tân, nguyên chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vũ Lạc, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình, giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2021. Ông này đã bị bắt để điều tra về hành vi vi phạm quy định về kế toán, làm thất thoát tài sản của nhà nước. Cụ thể, một lãnh đạo Công an thành phố Thái Bình cho biết, vừa qua cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Bình đã khởi tố bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Tân, 60 tuổi, nguyên chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vũ Lạc để điều tra về hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng theo quy định tại khoản 2 điều 221 Bộ luật hình sự. Các quy định nói trên đều đã được Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thái Bình phê chuẩn. Do ông Tân đã làm thất thoát tài sản của nhà nước 350 triệu đồng, cùng ngày lực lượng công an cũng tiến hành khám nhà riêng của ông Nguyễn Văn Tân. Được biết, ông Nguyễn Văn Tân sinh năm 1963, nguyên là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vũ Lạc từ năm 2015 đến tháng 6 năm 2021 và nguyên là Phó Bí thư Đảng ủy xã Vũ Lạc từ tháng 7 năm 2021 đến ngày 25 tháng 10 năm 2022. Đến tháng 1 năm 2023, ông Tân nghỉ hưu. Thông tin ban đầu về vụ việc, trong thời gian ông Tân làm chủ tịch xã, ông đã chỉ đạo cán bộ chuyên môn chi 142 triệu đồng mua hàng trăm thùng nhựa đựng hóa chất đã qua sử dụng, có dung tích 0,3 mét khối và 0,1 mét khối ở Vĩnh Phúc Phú Thọ, về phát cho các thôn để đựng rác thải. Theo quy định của luật bảo vệ môi trường thì các thùng nhựa này không được phép sử dụng. Ông này còn mua máy làm phân hữu cơ theo báo giá của đơn vị bán hàng là 150 triệu đồng, trong đó đã giao cho đơn vị bán là 80 triệu đồng còn 70 triệu đồng ông Tân giữ lại làm của riêng. Nhưng theo định giá của hội đồng thẩm định giá, chiếc máy này chỉ có giá 91 triệu đồng. Ngoài ra ông Tân còn chỉ đạo cán bộ chuyên môn hợp thức hóa số tiền 200 triệu đồng nhà nước hỗ trợ tu sửa nghĩa trang liệt sĩ của xã. Nhưng số tiền này đã không được dùng cho việc tu sửa nghĩa trang, không chuyển lại cho doanh nghiệp tài trợ xây dựng nghĩa trang của xã, mà lại được chuyển sang mục đích khác để chi tiêu. Liên quan đến những vụ việc sai phạm ở xã Vũ Lạc, trước đó vào tháng 10 năm 2022, Thành ủy Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành kết luận, kiểm tra đồng thời ra quyết định xử lý kỷ luật đối với các lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Vũ Lập. Cụ thể, quyết định cách chức Bí thư Đảng ủy xã Vũ Lạc đối với ông Nguyễn Thanh Tùng, ông Tùng giữ chức Chủ tịch xã Vũ Lạc giai đoạn từ năm 2008 đến năm 2015, từ cuối năm 2015 đến ngày 5 tháng 10 năm 2022, ông Tùng giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Cách chức đảng ủy viên đối với ông Nguyễn Văn Tân, Phó Bí thư Đảng ủy xã Vũ Lạc. Trước khi làm Phó Bí thư, ông Tân từng làm Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vũ Lạc từ năm 2015 đến tháng 6 năm 2021. Từ tháng 7 năm 2021 đến ngày 5 tháng 10 năm 2022, ông này giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Vũ Lạc. Còn đối với ông Đặng Xuân Khoa, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vũ Lạc bị kỷ luật cách chức Ban Thường vụ Đảng ủy xã Vũ Lạc. Ông Đặng Xuân Khoa làm chủ tịch xã này từ tháng 7 năm 2021 đến tháng 10 năm 2022. Việc cách chức đảng ủy viên đối với ông Nguyễn Văn Tân, phó bí thư đảng ủy xã Vũ Lạc, khởi tố bắt tạm giam ông này về việc vi phạm quy định về kế toán làm thất thoát tài sản của nhà nước được người dân vô cùng ủng hộ. Có lẽ đây là trường hợp hiếm hoi có liên quan đến việc ăn chặn tiền của người đã khuất. 200 triệu đồng đó dùng để tu sửa nghĩa trang liệt sĩ xã Vũ Lạc, nhưng ông Tân không thực hiện mà chỉ đạo thuộc cấp hợp thức hóa để chuyển số tiền đó sang mục đích khác để chi tiêu. Cũng tại Thái Bình, người dân trên cả nước trước đây đã phẫn nộ trước hành vi ăn chặn tiền hỏa táng của Đường Nhuệ thì đến nay, nhiều người hốt hoảng và sợ hãi khi nhìn thấy một cựu chủ tịch xã đã về vườn, bị khui ra những bằng chứng lưu mạnh đến cùng cực với tổng số tiền làm thất thoát tài sản của nhà nước 350 triệu đồng, trong đó có 200 triệu xây dựng nghĩa trang. Trong thời gian tới, cơ quan chức năng còn phanh vui ra những hành vi sai phạm nào? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ở các bản tin tiếp theo.